Là gọt vỏ. À, gọt vỏ, biết gọt không? Dạ không, dạ không. À, biết nấu cơm không? Dạ, lâu lắm rồi, con chưa nấu. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con thấy có làm nấm giảng nó được không? Nói chung là giống như hôm nay là nó đập chén rồi đó. 2 giờ mới được ăn, nó đập chén rồi đó. Nếu như mà anh đập chén là em đập ảnh, đập chén là em đập ảnh. Đập con trai mẹ không cho nha. Tương lai con trai út của mẹ là tan nát rồi mẹ ơi. Vì mình chiều quá là anh sẽ hư. Con với chồng con đang có một cái vấn đề. Chắc là em phải binh chị, nếu mà nó đúng là ổng chết về. Em phải xử lý ổng. Nếu mà ổng hả nhắn tin lén phán với con nè, mà con nào mà sắp sáp vô em xử lý nó luôn. Thôi đừng, đừng dữ quá con. Dữ quá hả? Dữ quá. Ổ. Em dự định là sẽ không có muốn lấy chồng. Từ nhỏ gia đình em thì không được hạnh phúc lắm. Chưa muốn lấy chồng cũng không có muốn ràng buộc. Cái tính em thích tự do, thích bay nhảy hơn là thích có chồng. Thích cái sự riêng biệt, cái sự yên tĩnh hơn là mình sống trong một cái gia đình nó nhiều thành viên quá. Không biết là đã gần tới chưa. Nôn nóng được gặp gia đình chồng em quá. Với những quan điểm khác biệt giữa mẹ chồng và nàng dâu như thế này, liệu cô dâu trẻ Quỳnh Trang có thể thích nghi được với nhà chồng hay không? Mẹ ơi. Ồ, con dâu mới của mẹ. Chào mẹ. Con chào mẹ. Mẹ khỏe không? Mẹ khỏe. Trời ơi, con dâu mới của mẹ xinh xắn quá. Đây, con ngồi đây chơi. Mẹ hỏi coi, con ở quê đâu tới? Con là quê ở Phú Yên. Phú Yên. Dạ à. Nhưng mà con sống đây, hiện đang sống và làm việc ở Sài Gòn. À. Dạ. Con quen trai mẹ bao lâu rồi? Con quen trai mẹ con mới quen được mấy tiếng. Tới làm dâu nhà mẹ. Đó, mẹ chỉ cái gì con phải học hỏi nha. Dạ. Con nhìn mẹ dễ thương nên là con biết mẹ sẽ hiền lắm. À. Mẹ cũng phải la chứ. Ôi la mới lên người. Nhưng mà mẹ la mắng yêu thôi. Mắng yêu thôi. Không có được làm như vậy nghe chưa? Tới giờ đi chợ rồi. Không, nhưng mà vô mẹ tặng cho con bộ đồ. Đồ nha. Mẹ ơi. Ôi, mặc bộ đồ đẹp như vậy. Trời ơi, vừa dặn luôn cha ơi, mẹ hay quá, mẹ lựa cho con đẹp ghê. Trời ơi, mẹ hay. Và thử thách đầu tiên đó chính là mẹ đưa cho con 200 nè, đi chợ cho mẹ. Rồi giờ ăn, hôm nay mẹ muốn ăn thịt kho, hột vịt với lại canh súp. Canh súp là súp lơ. Canh súp là súp lơ. Không. Với khả năng nấu nướng của cô con dâu, mẹ chồng có vẻ không yên tâm lắm. Mình hầm đi, rồi mình bỏ khoai tây, cà rốt, rồi với củ cải gì vô là nấu tô canh hầm đó. Hầm củ cải, hầm củ á. Là con đi một mình hả? Tới rồi. Chợ Củ Chi. Ờ, thì có trứng gà. Cho con 10 cái trứng gà. Xong rồi sẽ mua cà rốt, khoai tây, bí đỏ với hành. Ủa? 10 cái trứng là bao nhiêu con? 35 con đưa có 200 ngàn. Dạ con cảm ơn. Bình thường em tính dở lắm á, mà sao hôm nay thế không là thiếu tiền rồi. Nói về việc làm dâu thì nó hơi còn non quá. Nếu mà 200 ngàn á, mẹ đi chợ thì dư sức ăn một ngày. Con dâu mới thì áp dụng chiến thuật cứ y là mẹ dạy mà làm. 2 ngàn hành, chục hột gà, 2 củ cà rốt, 2 củ khoai tây, 1 miếng bí, mua 2 ngàn hành. 39 ngàn. Còn thịt ba rọi với xương heo nữa. Cho con 700 gram thịt ba rọi với lại 50 ngàn xương heo. Mẹ ơi. Ơi, con mua cái gì rồi? Đây, vô đây bày ra để cho mẹ kiểm tra nha. Con dâu của mẹ biết mua đồ ăn quá. Trời nè. Ủa con giỏi rồi, mẹ không giỏi có quá. Thưởng con, mẹ không có ôm con gì hết trơn. Giỏi quá, con dâu mẹ mọi người nói chuyện. Rồi bây giờ đi xong xuống. Xong rồi xuống nấu ăn. Xuống nấu ăn, biết nấu không? Ba chuyện nhỏ. Mình sợ nhất luôn đó là nấu ăn. Ở nhà không bao giờ mẹ em cha em nấu bất cứ gì luôn, bởi vì đụng vô là hư.
là gọt vỏ. À, gọt vỏ biết không? Biết gọt không? Dạ không, dạ không. Đây, mẹ chỉ cho. Đó. Bào vỏ đi. Biết bào không? Để con thử nha. Ừ, đó. Con bào mạnh xuống. Mạnh. Đây. Ừ, đó. Ồ. Thấy không? Ủa sao mẹ vô một cái là nó đi luôn một đường, còn con nó có cà dập đấy. Ở đâu con thử coi. Con thử coi. Cái gì mình cũng phải học. Đúng không? Mình muốn nấu ăn gì á, cái tâm mình á, suy nghĩ về nó là mình nấu ngon à. Đi nấu được cơm, biết nấu cơm không? Dạ, lâu lắm rồi con chưa nấu. Hai lon đầy hả mẹ? Ờ, hai lon vậy đó. Rồi xong rồi con vo gạo con nấu. Mà bình thường con không có canh được nước. Đây, mẹ chỉ mẹ cho con. Khi người ta làm cái muỗng này ra, thấy không? Thì con vo gạo xong, cái nước con để tới cái này nè. Đó, là cơm nào nó cũng vừa hết. À là bao nhiêu, bao nhiêu gạo? À, bao nhiêu gạo đó. Cái muỗng này nó có cái công, nó có công dụng nha. Đó, con để trên cái bề mặt như vậy đó. Rồi là được rồi đó. Rồi rồi, cũng được, hơn một nửa cũng được đó. Dạ rồi. Để xuống, con đập xuống, bật lửa, bật xuống cái nút đỏ. Bật cái này nè, bật cái này nè. Bật cái này, bật xuống này nè, đó. À, bật xuống. Đó, là tự động cơm nó chín. Rồi quay ra đi làm cái này. Chút nữa ba chồng về là phải có cơm cho ba chồng ăn nha. Dạ. Con sẽ làm được. Phải làm được nha. Không làm được thì quê lắm á. Không biết ba chồng có thích văn nghệ không. Nếu như mà thích văn nghệ thì mình sẽ lấy lòng ba bằng hát hò. Bình thường á, nhà mẹ ăn cơm là 12 giờ. Nhưng mà con dâu nó tới trễ quá rồi, thôi nấu cơm ăn hơi trễ thôi, 2 giờ ăn cũng được. Con dâu của mẹ mới, nếu mà cô không chỉ á, có thể là không biết nấu đâu. Thịt còn không biết cắt nữa mà. Nhưng mà mẹ chỉ qua rồi, nhưng mà mẹ ngồi trên này mẹ hy vọng rằng là thịt đừng có cháy, canh đừng có lạc. Mẹ hy vọng là hôm nay con dâu mẹ nấu mẹ sẽ ăn được. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hai muỗng muối. Hai muỗng muối đầy. Thôi một muỗng thôi, một muỗng thôi. Rồi có gì mặn lạc mình thêm vô. Rồi được rồi. Rồi tự làm nha. Dạ. Đời sinh ra kiếp làm dâu, mấy người đã ở lâu được đâu. Ủa nãy giờ mẹ ở đây hả? Mẹ nghe hết rồi, hay quá. Dâu mẹ hát hay quá. Hát nữa mẹ nghe coi. Mẹ ơi, phận gái 12, bên nước biết bên nào, trong biết sông nào đục. Biết rồi hay mai, một ngày con xuất giá theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dốc nên hình, mười mấy năm mẹ cô mang quảng dưỡng, chưa một ngày con đền tạ nghĩa ân. Mai một đây con về làm dâu thiên hạ, là cả cuộc đời trao trọn cho người ta. Để mẹ cô đơn khi bóng xế tuổi già, ai hầu hạ chăm lo từng bát cơm chén nước. Hay quá. Cảm ơn mẹ. Luộc quả trứng như vậy mà lát nữa ba là người rất là kỹ tính, không biết ba ăn, ba ăn thì ba sẽ thấy sao nữa. Tự nhiên nãy giờ đang rất tự tin, tới cái phần luộc trứng xong chứ tự nhiên hết tự tin luôn. Thôi có gì đâu, không chấp nhận được. Chủ yếu là tấm lòng mà. Con cũng cố hết sức, con bóc rồi. Vừa rồi nè. Cuối cùng thì Quỳnh Trang cũng cho nhà chồng ăn cơm vào lúc 2 giờ chiều. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mẹ ơi. Ơi, mẹ đây. Trời ơi. Em mời cả nhà. Đây, con dâu mẹ. Rồi, xuống bưng nồi cơm lên con. Em mời cả nhà ra ăn cơm. Và ba chồng có vẻ hơi bỡ ngỡ với con dâu từ trên trời rơi xuống này.
Bây giờ hả, nay có con dâu mới, nó nấu cho gia đình mình bữa cơm ăn hả, anh thấy con dâu mới như thế nào? Ba không nhìn con luôn á. Sao ba không nhìn con vậy? Ba đi làm về chắc mệt lắm ha. Đói bụng ha. Thôi giờ mình bắt đầu mình mời cả nhà mình dùng cơm nha. Con xới cơm đi. Rồi, cảm ơn em. Con mời cả nhà mình dùng cơm. Rồi, mời ba mời mẹ mà anh chị ăn cơm. Rồi, xin mời cả nhà. Ba, ba. Rồi, cho con xin cảm nghĩ một xíu đi. Cũng được, ok. Có chuyển giọng. Có chuyển giọng. Cái này mẹ cho 9 nút. Cái này chắc cho 6 điểm mà. Sao vậy con? Mở hả? Không ăn mở phải, hả? Ý là nó chưa có, hình như chưa có đủ thời gian. Sao đúng nó rồi, còn cứng quá. Phải kho rụt nữa. Nãy mẹ nói là bình thường nhà mình ăn chưa ăn ăn cơm đúng giờ đúng giấc. Nhưng mà hồi nãy là lúc mà nấu là trễ rồi, nên không có dám nấu lâu hơn nữa, sợ mọi người đói bụng. Đúng rồi. Con cho 7 nút, lý do là thịt hơi nhiều mỡ, có thích ăn thịt nạc hơn. Ba cho 9 nút, tại ba thích thịt bên là ăn mỡ nhiều. Con cũng thích ăn thịt mỡ. Con trai mẹ nó khó tính lắm nha. Dạ. Nó gia trưởng lắm đó, nên con phải biết cách khôn khéo. Khi làm vợ nó không phải khôn khéo. Nó gia trưởng nè, tiền làm bao nhiêu đưa cho mẹ. Mà tánh của con trai mẹ như vậy đó, con thấy có làm vợ nó được không? Nói chung là giống như hôm nay là nó đập chén rồi đó. 2 giờ mới được ăn, nó đập chén rồi đó. Không, không là cho do hôm nay là vì lý do kỹ thuật đi. Không nói. Nếu như mà ảnh đập chén là em đập ảnh, đập chén là em đập ảnh. Đập con trai mẹ không cho nha. Tương lai con trai út của mẹ là tan nát rồi mẹ ơi. Vì mình chiều quá là anh sẽ hư. Của vợ mà có thằng chồng khó khăn thì con chịu không? Dạ thì bây giờ chồng mình thì mình có sao thì mình cũng phải chịu. Những cái gì mà mình cảm thấy nó khó quá thì sợ không có tiếng nói chung trong vợ chồng thì mình phải khắc phục từ bây giờ. Đúng rồi. Con nghĩ là vậy được. Bởi vì nếu như mà muốn đi chung với nhau lâu dài thì không chỉ chịu đựng nhau thôi là được, mà còn phải thông cảm và thay đổi vì nhau nữa. Mẹ thấy con nói đúng không? Đúng rồi. Hy sinh cho nhau. Nữa. Dạ đúng rồi, hy sinh đúng không? Đúng không ba? Đúng rồi. Con thấy ba dễ quá trời. Ba dễ lắm. Mẹ có ăn hiếp ba không? Mẹ có ăn hiếp ba không? Không dám ăn hiếp ba. Không dám hả? Tại ba đâu có nói gì đâu mà ông hiếp ba. Hồi xưa là ba tán mẹ hay là mẹ tán ba? Tính ra là như là ba tán mẹ. Quen nhau hồi 17-18 á. Nhưng mà tới 10 năm sau mới là mới cưới. Quen nhau năm vậy? Sao đi lâu dữ vậy mới cưới ba? Tại lúc đó là ba đi như là Campuchia đó. Cô gái này ở Việt Nam chờ ba. Làm á, lương á là lương cố định á là một tháng là 16 triệu. Như ba chỉ được tiêu 4 triệu thôi. Nó đưa về cho mẹ 12 triệu. Đúng không? Mà con có chồng á, phải không? Thì con như là hai chồng thống nhất giống ba với mẹ vậy nè. À là thống nhất? À, kiểu như chỉ biết đưa tiền cho mẹ chứ không được lấy lại. Từ nào giờ từ lúc cưới đến giờ. Giờ có nghĩa là tiền của mẹ là tiền của mẹ, tiền của ba là tiền của mẹ. Đúng rồi đó. Ba đưa cho mẹ rồi là không bao giờ ba lấy lại. Thôi. Ba cần cái gì là ba sẽ quay lại. Là cái chuẩn đó đã lấy rồi. Hả? Là xài hết bấy nhiêu là biết bấy nhiêu thôi, không được lấy lại. Ba chịu đó. Nếu muốn chạy thêm nữa là phải quay. Người đàn ông của gia đình vậy còn muốn gì nữa? Thì mẹ đâu có muốn gì đâu. Anh gửi cho mẹ hay là anh gửi cho vợ? Vợ. Vợ. Anh cũng được cho vợ luôn. À anh chị dâu đâu rồi? Chị vợ anh đâu rồi? Chị đang mệt, nên là ăn trong phòng mà. Dạ. Hai anh chị cưới nhau được khoảng hình như là nửa năm hả? 8 tháng mà đang có bầu nên là mệt. Ngày chừng nào em với Út mới chịu làm đứa cho mẹ với ba? Dạ chưa, bây giờ vợ chồng em đang kế hoạch. Không, chị kiếm sớm đi, tại vì em sắp có cháu trai rồi, em cần có thêm một đứa cháu gái nữa. Dạ em muốn con gái thì nhanh lớn đi rồi có chồng rồi để con gái. Nói về tính cách của cô dâu mới nè, của mẹ, cách ăn nói chuyện á thì ok. Nhưng mà còn đảm đang trong gia đình á thì phải mẹ phải dạy thêm. Thử thách về chuyện bếp núc đã vượt qua với sự công nhận của các thành viên trong gia đình. Con dâu Quỳnh Trang cũng rất khéo léo lấy lòng bà mẹ chồng đây. Với bữa ăn trưa đầm ấm của gia đình cũng đã phần nào thay đổi suy nghĩ của Quỳnh Trang về chuyện hôn nhân. Em thích nhất là cái không khí gia đình, mọi người đều rất là kết nối với nhau. Đó là em nghĩ đó là một cái điều rất rất là cần thiết.
đối với một gia đình. Em thấy có một số gia đình thì không có cái sự kết nối, kiểu như mỗi người một công việc, mỗi người một cuộc sống, nhưng mà ở gia đình của mẹ thì rất là hay. Từ nhỏ gia đình em thì không được hạnh phúc lắm, em dự định là sẽ không có muốn lấy chồng. Dạ, nếu như mà có một cái gia đình nhỏ mà cái không khí gia đình nó được như gia đình của mẹ Hương Hương thì là quá là dễ thương rồi. Buổi chiều sau giấc ngủ trưa, Quỳnh Trang nhận được thử thách từ chương trình mà các cô dâu có thể gặp phải trong cuộc sống hôn nhân. Gần đây chồng bạn đi tắm cũng cầm theo điện thoại, xem tin nhắn thì thường tủm tỉm cười, lại hay đi công tác xa nhà. Hôm nay bạn phát hiện trong điện thoại của chồng có tin nhắn từ số lạ, nội dung em nhớ chồng, hãy trao đổi với mẹ chồng và cùng mẹ tìm cách giải quyết. Ây chà, thật sự đây là thử thách của chương trình, muốn em giải quyết cùng mẹ chồng. Chứ nếu thật sự là em ở ngoài đời thì em sẽ thẳng thắn nói chuyện với chồng em. Người này là ai? Cái tin nhắn này nó là như thế nào? Thật sự trên đời này không có gì là không thể hết. Tao collect sông Nhật nè. Bây giờ giờ mình đào lên đi rồi cái mình chồng lại cái mới. Dạ, giờ cái này là ăn luôn được rồi phải không mẹ? Cũng ăn được rồi, nhưng mà nó mẹ để nó già quá rồi, giờ ăn không được thôi, giờ mình đào lên đi. Rồi mình xới đất mình trồng lại cái mới con ha. Mẹ, có cái chuyện này nè. Con với chồng con đang có một cái vấn đề. Bữa giờ là con thấy chồng con á hay bấm điện thoại nè, anh cứ kè kè điện thoại bên mình á, đi tắm cũng cầm điện thoại luôn, như là sợ ai lấy điện thoại của anh vậy đó. Anh hay nói là anh đi công tác nữa. Mà hồi trước á là đi công tác là lâu lâu mới đi, còn nay là hay đi lắm. Xong rồi có số lạ thì nhắn tin là em nhớ chồng. Con cứ theo dõi chồng là âm thầm thôi, chứ mình cứ làm ồn ào lên. Yeah. Nó làm ồn ào lên thì chồng nó tự ái, nó sẽ bực bội quá là nó bỏ đi luôn. Yeah. Nói anh ơi, gia đình mình nó muốn cho nó hạnh phúc thì em khuyên anh là lên dừng lại đi. Không, em biết hết rồi đó, anh dừng lại đi. Anh buộc được thì anh gỡ được. Con hỏi thiệt nha, là hồi trước giờ là mẹ có gặp cái tình trạng như vậy chưa? Mẹ có thấy chứ. Ba như vậy chưa? Có chứ, có. Lâu rồi, nay cũng là mười mấy năm rồi. Mẹ không có bắt được nhưng mà người khác bắt cho mẹ được. Đó, xong rồi cái về mẹ làm dữ lắm. Mẹ nói bây giờ mà vợ chồng em muốn tha thứ cho anh, em hy sinh cho anh thì anh buộc được thì anh gỡ được. Từ từ ba con bỏ luôn, là không còn gì nữa không? Bực tuyệt luôn. Ba cũng là một người nặng gia đình đó. Đúng rồi. Thì mẹ chỉ xem ba quay về. Thì mẹ nghĩ là nếu mà con gặp người chồng như vậy thì con nên chị hai cái ngất chuyện gì đó cho con nhìn chị nhé. Thôi con nít mà hỏi làm gì? Chị phải kể em nghe mới binh chị được. Cái này em là biết có chuyện. Chuyện của người lớn. Không đâu, nhiều khi em nó cũng lớn rồi, nó cũng 18 tuổi rồi. Con có thể con nói cho em nó biết, có gì nó theo dõi tiếp con. Anh của em ăn hiếp chị. Sao anh em ăn hiếp sao? Đó. Ổng nhắn tin với con nào phải không? Được rồi, chuyện này để em giúp chị, em sẽ tìm hiểu coi là ổng làm cái gì. Em phải binh chị, cái này chị em phụ nữ với nhau mà. Tự nhiên em binh ổng sao được? Đúng. Nếu rồi mà ổng sai á, thì em sẽ xử lý ổng giùm chị luôn. Xử lý sai chẳng hạn như ví dụ thử coi. Ví dụ như đó, nếu mà ảnh mà thật sự đi theo người ta thì nó là cái vấn đề khác. Còn nếu người ta dụ dỗ ảnh, dù người ta đã biết ảnh có gia đình rồi mà người ta vẫn sáp vô là một cái vấn đề khác. Mà ảnh giấu người ta là ảnh không có gia đình đi thì em sẽ xử lý theo cách khác. Chắc là em phải binh chị. Nếu mà ổng sao đúng là ổng chết vàng, em phải xử lý ổng. Nếu mà ổng hả nhắn tin lén phán với con nào mà con nào mà sáp vô, em xử lý nó luôn. Thôi khỏi là mình dữ quá. Không dữ quá hả? Dữ quá. Không nên. Mình xử theo văn hóa đi con. Con cứ âm thầm theo dõi, mẹ cũng phải theo dõi con mẹ, con trai mẹ luôn. Đúng rồi. Cái này chị khỏi lo, em binh chị, mẹ binh chị. Bây giờ em với chị phải tìm hiểu coi là ổng làm gì với cái điện thoại. Bây giờ tìm hiểu như thế nào? Bởi vì vợ chồng chị là đã có cái quy tắc riêng là mỗi người là phải có một cái quyền tự do. Nhưng mà em với anh hai em không có quy tắc đó. Em với anh em không có quy tắc đó. À đúng rồi. Đúng rồi. Chị phải tìm cách để cho em cầm được cái điện thoại. Chị sẽ tìm cách để em tiếp cận được cái điện thoại đúng của chồng rồi. Chị. Đúng rồi. Thì đó. Mình chơi ăn gian được mà. Đúng rồi, canh lúc anh ngủ say á, lấy điện thoại coi. Trời. Mình phải tìm hiểu kỹ càng á hả? Đúng. Ba người phụ nữ này ghê ha. Hứa là đúng sẽ rồi. Binh chị luôn á. Nếu mà anh trai sai là phải binh chị mà. Sự thấu hiểu của mẹ chồng và sự ủng hộ của em chồng thì bất kỳ cô con dâu nào cũng sẽ cảm thấy an lòng và may mắn khi làm dâu nhà mẹ Hương Hương như Quỳnh Trang lúc này đây.